được hai con cua, xúc vô là vô giọt một con, thêm con nữa. Bò đi đâu? Hai con càng đố bé. Xin chào các bạn nha. Giác này chiều dần sập tối rồi, mình đi thăm cua tiếp. Đây anh bơi và anh tránh mình thăm. Gió qua xuống bơi. Đặt mấy cái lọp đây mình thăm. Nãy lấy nước vô, nước nó đầy ngập. Một trời lặn này không? Đó đỏ bên đó đó. Còn thấy hơi đỏ đỏ à. Cái mặt trời lặn à, bơi xiết thì tốt. Đây có một cái này rồi, xuống đè lên luôn rồi. Có không ạ? Nó vô nó ăn, nó ăn cá tè tua hết trơn. Nó ăn cá tè tua hết trơn mà không dính. Chắc của con ăn rồi nó ra. Chim kêu đó, góc này có con cái nè, chim kêu ghê. Đèn trắng trong gồng cái cục mót hết thấy rồi. Ủa, được con mà ơi, vô à. Còn xuống nữa, xuống vô chẳng rồi nhảy vô đang banh chảnh cá nha. Con này nó của tứ 4,000 kg. Nó bỏ xuống luôn. Xuống, bỏ xuống. Cá này nó rớt nha, dục ra ngoài luôn. Còn khúc này thì mình sẽ đặt lên coi. Cua nó bò cho nó xuống chuồng cho nó bò thoải mái rồi. Rồi mình sẽ đặt lại đây. Nó bò rồi, rồi cho anh thăm tiếp nha các bạn.
bò lưới tuốt đắng luôn. Xuống có cái lỗ cái hát bò trống luôn. Nằm thôi. Lần tối luôn rồi. Trời lặng hả? Còn cái chót còn sáng. Đây một cái này. Đã có ba cái nữa. Còn mấy cái kia hết mồi. Cuốn. Đây còn cái hy vọng là được một con nữa. Ú, được con nữa thiệt. Cỡ con đó. Cùng lứa. Rớt con mồi cái luôn rồi. Bò ra bò ra. Rồi bò xuống. Đặt ba cái được hai con. Cái dưới này không dính. Rớt con mồi ra luôn. Nó móc con mồi lại. Cắn sao cái lọt. Đứt con dây luôn rồi. Đây chỗ cũ. Nè, đây một con. Bỏ ở tuốt đó một con. Mình bơi vô nha các bạn. Lát mình vô mình chói mình quay cho các bạn coi. Cá bun cua cạp nè, mới bơi vô xuồng vô tới thui luôn nha các bạn. Mới bắt lên mà mình chói hai con dĩ bun cua nè. Mình lấy cái chuối mình chói sủa luôn. Ra bồ kẹp kẹp phải ăn nữa. Con cua này chắc giằng ấy luôn. Đi đâu mất tiêu. Cho theo đâu ngồi đợi theo đâu. Ngắt
Ủa Ủa hồn cái chiếc kẹp kẹp chưa khỏi kẹp luôn. Sáng được 3 con, này được 2 con nữa. Một thùng luôn. Thấy không? Dạ. Tối vậy. Nãy được 2 con, với mấy con rồi sáng nữa. Rồi em dạ, sáng mình bán. Rồi mình kết thúc clip đây nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.